Lại nữa thiện hiện, vì hữu vi thanh tịnh nên vô vi thanh tịnh, vì vô vi thanh tịnh nên hữu vi thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc hữu vi thanh tịnh, hoặc vô vi thanh tịnh, đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Lại nữa thiện hiện, vì quá khứ thanh tịnh nên vị lai hiện tại thanh tịnh, vì vị lai hiện tại thanh tịnh nên quá khứ thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc quá khứ thanh tịnh, hoặc vị lai hiện tại thanh tịnh, đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, vì vị lai thanh tịnh nên quá khứ hiện tại thanh tịnh, vì quá khứ hiện tại thanh tịnh nên vị lai thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc vị lai thanh tịnh, hoặc quá khứ hiện tại thanh tịnh, đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, vì hiện tại thanh tịnh nên quá khứ vị lai thanh tịnh, vì quá khứ vị lai thanh tịnh nên hiện tại thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc hiện tại thanh tịnh, hoặc quá khứ vị lai thanh tịnh, đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Hết quyển thứ 284.